Bom tấn Mine của Lee Byung-hun gây choáng ngợp với độ giàu đến điên rồ vượt qua cả penthouse. Sau cơn sốt penthouse cuộc chiến thượng lưu, địa hạt truyền hình Hàn Quốc lại tiếp tục khai thác chủ đề xoay quanh tầng lớp chaebol hay còn gọi là tài phiệt ở Bom tấn Mine sở hữu. Tuy chỉ mới ra mắt 4 tập phim, tác phẩm này đã gây sốt khắp mạng xã hội không chỉ bởi cốt truyện drama ra đấu mà còn bởi bối cảnh hào nhoáng hoa lệ của hội tài phiệt khét tiếng xứ Hàn. Mine theo trên hành trình tìm lại bản ngã đích thực của hai cô con dâu quyền lực của gia tộc Hyo-hun là Seo Hee-soo do Lee Byung-hun đóng và Chung Se-hun do Kim Se-hung đóng. Họ đều mắc kẹt trong cuộc sống rát vàng ẩn giấu đầy cạm bẫy và sự dối trá. Ngay từ những phút mở màn, Mine đã khiến người xem choáng ngợp với bối cảnh xa hoa lộng lẫy của giới tài phiệt. Gia viên Hyo-hun rộng lớn đến mức từ cổng chào đến khi vào nhà đều phải di chuyển bằng xe. Căn dinh thự còn được các kiến trúc sư lừng danh thế giới thiết kế riêng. Gia viên được chia thành nhà chính Kadenjan và nhà phụ Rubato. Chưa hết, sự hoa lệ của Mine còn được khắc họa qua từng góc bếp, phòng ngủ hay thậm chí cách bố trí nhân viên giúp việc. Bối cảnh xa hoa thôi chưa đủ, lối sống hoa mỹ của gia tộc Hyo-hun mới là điều khiến khán giả ngã ngửa. Không khí của nhà này có mức bão hòa oxy hơn 15 lần không khí bình thường và họ uống nước được lấy từ sông băng Nam Cực. Cũng chỉ vì thế mà hội người ở đã thường xuyên dùng từ thế giới khác khi nói về gia đình này. Tất cả nhân viên giúp việc, gia sư của Hyo-hun đều được bố trí chỗ ăn, chỗ ở riêng, họ cũng được giáo huấn kỹ càng về từng lời nói, cử chỉ với các cô, cậu chủ. Dĩ nhiên một bộ phận về giới thượng lưu chắc chắn không thể thiếu món đặc sản tiệc tùng. Có thể nói hầu như mỗi bữa ăn trong ngày đều là dạ tiệc, khi đồ ăn thức uống lúc nào cũng đầy ắp cùng các loại thực phẩm đắt tiền. Mine xoay quanh cuộc sống làm dâu của hai người phụ nữ với tính cách trái ngược cùng những cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Mợ cả chia ông Seo-hun, Kim Seo-hyun, xinh đẹp tài giỏi để quyền lực tham vọng và là người nắm rõ mọi góc khuất của gia tộc Hyo-hun. Chồng của Seo-hyun là Han Chi-ho, Park Hyo-hun, anh cả trong nhà cũng là con trai duy nhất của bà cả Trang Sun-hye cùng chủ tịch Han, nhưng lại thích rượu chè gái gú, vô cùng nhu nhược và cả đời chỉ ôm giấc mộng trúng vé số 500 triệu dù là con nhà tài phiệt. Dĩ nhiên cuộc hôn nhân của họ không hề hạnh phúc khi Seo-hyun phải nuôi nấng con riêng của chồng và vẫn tơ tưởng tới bạn gái năm xưa. Đúng, mợ cả Seo-hyun vẫn luôn ôm giấc mộng được hạnh phúc bên bạn gái. Nàng dâu thứ hai trong nhà Hee-soo, Lee Byung-hun, từng là một siêu sao nổi tiếng nhưng vì làm dâu Hyo-hun, là mẹ của bé Ha-chun, Chung Hyo-jun mà hy sinh cả sự nghiệp của mình. Dĩ nhiên, giống với bà cả, Hee-soo cũng chỉ là mẹ kế, thế nhưng cô chăm sóc Ha-chun kể từ khi thằng bé mới lọt lòng và luôn tin rằng mẹ của Ha-chun đã chết trong một vụ tai nạn. Còn chồng của Hee-soo cũng là sản phẩm của một chuyện tình ngoài luồng khi Han Chi-young, Lee Eun-guk và Han Chin-ho chỉ là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ của Chi-young được cho là đã chết, nhưng với chủ tịch Han, bà vẫn là người ông công khai yêu thương. Có thể thấy gia đình Hyo-hun có truyền thống một chồng hai vợ, ngay cả cháu đích tôn hiện tại cũng có khả năng đi vào vết xe đổ của ông và bố. Dĩ nhiên, vì thể diện gia tộc, chỉ có một cô vợ được hiện hữu trong nhà và cả hai đời từ mẹ chồng tới con dâu nhà Hyo-hun đều phải nuôi con ghẻ khác máu tanh lòng. Với những tình tiết chưa quá bùng nổ ở 4 tập đầu, thì dàn diễn viên bao chất lượng đích thị là điểm cộng lớn nhất của Mine. Bộ ba nữ chính quyền lực Lee Byung-hun, Kim Seo-hyun, Oh Cha-yeon thể hiện cực ấn tượng vai diễn của mình. Nếu Lee Byung-hun khiến khán giả yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì chị đại Kim Seo-hyun lại mang đến một màn diễn xuất đầy đánh đố khán giả khi không ai có thể đoán ra những diễn biến tâm lý tiếp theo của mợ cả. Cả hai đều toát ra khí chất của một chaebol thứ thiệt, dù có lạnh lùng hay vui vẻ thì cũng đầy cao ngạo, sang chảnh và quyền quý.